Trong xu thế toàn cầu hóa và nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Bởi việc thông thạo tiếng Anh được xem là một trong những chìa khóa để mở ra cánh cửa hội nhập. Tuy nhiên, để việc học đạt hiệu quả thì tính chủ động của người học được xác định là một trong những yếu tố then chốt. Học tiếng Anh sao cho hiệu quả lâu nay luôn là mối quan tâm không chỉ của học viên thuộc mọi lứa tuổi mà còn đối với cả các viện, các trường đào tạo, các nhà ngôn ngữ Anh. Từ sự quan tâm rộng rãi của xã hội về vấn đề trên, Hội nghị giảng dạy Anh ngữ VUS TESOL 2014 được tổ chức tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 7 vừa qua đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các nhà ngôn ngữ học, các diễn giả là những học giả hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, nhà biên soạn sách giáo khoa, nhà nghiên cứu thuộc các viện ngôn ngữ quốc tế, các giảng viên và các nhà quản lý giáo dục đến từ khắp mọi miền đất nước. Đây là hội nghị chuyên đề quy mô hàng năm, nơi các giảng viên, giáo viên dạy tiếng Anh của Việt Nam và các nước được chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu trên thế giới và cập nhật phương pháp giảng dạy tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho cộng đồng. Sau 9 năm tổ chức, Hội nghị TESOL đã trở thành một ngày hội của các giáo viên dạy tiếng Anh khắp cả nước và các nước trong khu vực. Hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã thực hiện những nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Thế để thực hiện thành công cái đề án này thì một trong yêu cầu rất quan trọng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh sinh viên. Và muốn vậy phải nâng cao trình độ giảng dạy chuyên môn về ngoại ngữ cho các thầy cô giáo giảng tiếng Anh ở các trường. Bởi vậy thì cái hội nghị về giảng tiếng Anh thường niên như thế này chúng tôi đánh giá rất cao. Bộ Giáo dục Đào tạo thì luôn sẵn sàng tạo điều kiện, khuyến khích và cũng mong là các cơ sở giáo dục, các trung tâm, các viện nghiên cứu, các tổ chức chủ động tổ chức những cái hoạt động như thế này, những hội như thế này, góp phần cùng Bộ Giáo dục Đào tạo nâng cao cái trình độ chuyên môn giảng dạy tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên toàn ngành, góp phần thực hiện đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt từ năm 2008. Giúp cho mình nhận định được là những cái gì mà nó còn đang cần được chỉnh sửa thêm, ví dụ như cho học viên này, đối tượng này thì nên có một bài test như thế nào cho nó phù hợp với lại đối tượng học viên đó, thì em cảm thấy rất là hữu ích. Với chủ đề chính, tăng cường tính chủ động của người học tiếng Anh trong bối cảnh lớp học châu Á, Hội nghị TESOL năm 2014 đã tập trung tìm hiểu các phương pháp giảng dạy tiếng Anh nhằm mang lại hiệu quả học tập cao hơn cho học sinh, sinh viên, học viên châu Á thông qua 20 bài tham luận về các chủ đề có giá trị thực tiễn cao đã được trình bày tại hội nghị. Tất cả đều hướng tới mục tiêu là tạo ra những giờ giảng dạy tiếng Anh thật sự sinh động, hiệu quả, nhất là trong môi trường các lớp học ở châu Á. Đối với các giảng viên, giáo viên tiếng Anh, thông qua các tham luận, các bài phát biểu, các diễn giả đã đem đến cho gần 2.000 giảng viên, giáo viên tiếng Anh của Việt Nam và các nước trong khu vực cơ hội cập nhật, tự đánh giá và nhìn lại phương pháp giảng dạy của mình. Từ đó có những thay đổi, cải tiến việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và các nước châu Á đạt hiệu quả cao hơn. Tôi cho rằng việc chọn lựa chủ đề sao cho sát với thực tế, phù hợp và mang lại nhiều lợi ích nhất cho giáo viên tham dự đã được nghiên cứu nghiêm túc. Hội nghị giảng dạy thường niên TESOL là một trong những hoạt động nâng cao chuyên môn quan trọng nhất cho giáo viên Anh ngữ Việt Nam. Việc cống hiến và nỗ lực để hội nghị luôn có sự sáng tạo đã mang lại những diễn giả tốt nhất, và vì thế hội nghị này là rất giá trị đối với giáo viên. Với những chủ đề sát với thực tế thông qua 20 bài tham luận như mang thế giới vào lớp học, vai trò của giáo viên và việc tạo động lực cho người học, năm ý tưởng chuẩn bị cho người học để làm việc trong môi trường tiếng Anh ở châu Á, khơi gợi tinh thần hiếu học tiếng Anh trong bối cảnh Việt Nam để giáo cụ trực quan mang lại cảm hứng, động lực cho giáo viên và học viên, các xu hướng phát triển của Anh ngữ học thuật, đánh giá có thể mang lại kết quả học tập tốt hơn như thế nào, vân vân. Những ý tưởng gợi mở từ những chủ đề như trên sẽ mang lại kiến thức và cách nhìn mới cho giáo viên, giảng viên tiếng Anh, giúp họ nhìn lại và hoàn thiện việc dạy của mình.
Việc nâng cao cái năng lực ngoại ngữ cho các giáo viên dạy tiếng Anh của Việt Nam đó là một điều hết sức là cần thiết. Nó thực hiện theo cái đề án 400 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái hỗ trợ trong cái tính hội nhập của đất nước. Thì tôi nghĩ rằng là những cái hội nghị như thế này sẽ giúp rất là lợi ích cho các giáo viên của Việt Nam có cơ hội cập nhật những cái phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất của thế giới, những cái thông tin mới nhất của các nhà chuyên môn kết nối với thế giới. Như vậy là rất là có lợi cho giáo viên, và tôi nghĩ rằng là cái việc này là cái việc đóng góp cho cộng đồng và mang lại một lợi ích rất lớn cho các giáo viên dạy Anh ngữ. Thì đối với những trung tâm hệ thống Anh ngữ lớn như Hội Việt Mỹ thì chắc chắn là đó là một cái niềm, đó là một cái việc cần làm. Trước tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ trong tiến trình hội nhập của đất nước, ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1400 trên quy đề TTG phê duyệt đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, gọi tắt là đề án ngoại ngữ 2020. Mục tiêu chung của đề án là thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, nhằm đảm bảo đến năm 2015 đạt được bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt nêu rõ mục tiêu, đối với các ngành học không chuyên ngữ, sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải đạt trình độ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.